Hi, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị trở lại với kênh Haley Trang xoáy Mily cuộc sống Mỹ. Thì quý vị ơi, quý vị nào mới xem kênh của Haley lần đầu, nếu thấy thích thì hãy cho Haley một like, đăng ký và chia sẻ nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và quý vị biết không, hôm nay Haley có duyên được kết nối thêm một bạn trẻ. Hiện tại em ấy đang có một cái cuộc sống thật sự rất bế tắc, đang nằm trong cái vòng luẩn quẩn giữa bên tình và bên hiếu. Cả hai bên đều đang cố tình phản bội lại em ấy. Bây giờ em phải làm như thế nào đây? Làm sao để có thể kết thúc được cuộc tình này? Và làm sao để có thể giữ được cái hạnh phúc gia đình, và nhất là tình cảm giữa mẹ và con? Nói tới đây quý vị cũng có thể dự đoán được rằng là em ấy đang xảy ra cái vấn đề gì trong cuộc đời của mình, đúng không? Nghe mà cảm thấy thương vô cùng, không biết phải giúp em ấy như thế nào ngoài những cái câu từ an ủi. Thì câu chuyện của em ấy như thế này nè quý vị. Em nói, khi em mới lên 10 đó thì ba em lại bị tai nạn đột xuất qua đời. Ở cái tuổi thơ đang trong một cái vòng tay giữa tình yêu cha và mẹ, tự nhiên bây giờ đột ngột mất đi một người thương, một người thân, nhất là cha mình nữa, thì em bị giống như là bị hụt hẫng. Nhưng ở cái tuổi đời mới 10 tuổi, làm sao em có thể hiểu và nhận thức được tất cả mọi thứ, là sau này trong tương lai mình phải làm gì đây với một mẹ một con? Thì em biết là mẹ em cố gắng và hết sức có thể để nuôi con mình. Mẹ em là một người đầy lòng tự trọng, cho nên không cần phải nhờ vả hoặc bất cứ ai để cần một cái sự giúp đỡ nuôi con. Mẹ vươn lên, mẹ làm tất cả mọi thứ. Đến cái năm em 15 tuổi, em mới nhận thức được rằng là mình con gái lớn rồi. Mẹ mình đã vất vả bao nhiêu năm rồi. Mẹ là một người rất giỏi về cái vấn đề kinh doanh, cho nên buông cái này bắt cái kia, mẹ làm không ngớt tay, miễn đủ có tiền nuôi mẹ và nuôi con làm ok rồi. Khi đó em nhận thức được là mẹ là đã hy sinh cho em rất nhiều, bù đắp lại vừa tình yêu thương và kể cả vật chất. Cho nên em biết điều đó, em muốn làm một cái gì đó ngược lại để mẹ em đỡ vất vả hơn. Thì khi đó em mới xin đi phụ bán trà sữa, bán nước mía. Em bỏ học ngang vì em nói với mẹ, bây giờ có học lên cỡ nào đi nữa thì cuộc sống của mẹ và con chỉ dừng lại ở đây thôi. Và rất sợ khi mẹ phải hy sinh cả cuộc đời để em bước tiếp vào con đường học vấn. Cho nên em quyết định nghỉ. Mẹ buồn lắm, nhưng mà thôi, tôn trọng con mình. Khi đó em đi bán quán trà sữa, em đi phụ bán nước mía, bán sinh tố lề đường ở công viên. Tất cả các nơi mà cần người làm là em tới em phụ hết. Cứ một ngày em kiếm được 70, 80, có khi cả 100 ngàn. Bao nhiêu tiền em về đưa cho mẹ hết. Rồi cũng cái duyên đó thì mấy năm sau em mới gặp chồng em đó. Chồng em là một người đàn ông nói chung cũng chững chạc vì anh ấy ra đời sớm. Ảnh làm nghề cho vay tiền góp và cứ thường xuyên đến cái quán nước mía ở cái ven đường nơi mà em làm việc đó. Thì ảnh uống và ảnh thích em, tụi em trò chuyện với nhau. Cái lần đầu tiên mà ảnh nói ảnh yêu em á, và cái nhất thời của một phụ nữ mới tuổi mới lớn đó, cũng một đứa con gái ở tuổi mới lớn đó, thì nhất thời mà, và được nghe những cái lời yêu thương mật ngọt, thành ra em ngã vào vòng tay của anh ấy. Và rồi tụi em đã đến khách sạn lần đầu tiên em trao thân cho chồng em đó. Thì khi đó ảnh cho em tới 20 triệu sau khi mà tụi em ân ái với nhau. Cầm 20 triệu đó về nhà em đưa cho mẹ, mẹ bất ngờ lắm. Mẹ hỏi làm sao em có số tiền này. Thì em chỉ nói là bạn trai con cho, chứ em không có nói là em đã đi ăn ngủ với anh ấy. Rồi từ đó tụi em quen nhau. Đến 2 năm sau quyết định sống chung một nhà. Em không được cưới hỏi, bởi vì ba mẹ anh ấy không chấp nhận em. Họ nói em là con không cha, như nhà không có nóc. Mẹ em nhìn mơn trớn chắc cũng chẳng ra gì. Rồi em thì không có con đường học hành nào cho đàng hoàng hết, cũng chẳng có cái nghề nghiệp gì. Không lẽ cưới em về cả cuộc đời em phải đi phụ quán nước mía, phụ quán sinh tố và trà sữa hoài như vậy sao? Em nghe cũng tự ái lắm. Có nhiều lần em muốn đòi chia tay,
nhưng vì thương cho nên anh ấy níu kéo và cuối cùng tụi em cũng sống chung. Rồi thì 2-3 năm sau, ba mẹ anh ấy mới kêu em về và nói rõ nếu như thật sự mà thương nhau đến với nhau thì tổ chức đám cưới đàng hoàng. Em mừng lắm về nói với mẹ thì ok, mẹ không dám đòi hỏi bất cứ gì ngoài cái việc là cứ để bên anh chị xui sắp xếp, bên mẹ nghe hết. Cả hai đám dồn lại một, tổ chức một tiệc cưới coi như gọi là tạm bợ. Mẹ em không vui mà em biết chắc chắn là bên chồng em cũng chẳng ai vui hết. Thì lúc đó chồng em và em mới trấn an và cố gắng an ủi với nhau rằng là thôi thì số phận của mình như vậy, nắm tay nhau để cùng nhau làm để phát triển về cuộc sống. Thì lúc đó chồng có hỏi em muốn học nghề gì không, em muốn làm gì không. Thì em thấy là cái chỗ mà em bán nước mía trà sữa đó, họ buôn bán rất là đông và thu nhập cũng rất là tốt. Cho nên em có kể cho chồng em nghe. Và cuối cùng hai vợ chồng em mới bung hết số tiền mà mình có ra mở một cái quán trà sữa. Thời điểm đó là cái phong trào trà sữa nó đang nổi lên. Và em bán đồ ăn vặt và trà sữa, rồi chồng em phụ. Và chồng em vẫn tiếp cái nghề là cho đi cho vay tiền góp. Thế là chỉ có 2-3 năm sau thì tụi em phát triển rất nhanh. Lúc đó cả tháng em kiếm, một tháng có thể em kiếm đến 40-50 triệu. Sáng là 8 giờ em lập tức mở cửa, có khi đóng cửa tới 12 giờ, 1 giờ khuya. Em cứ liên tục như vậy vì thương chồng và chồng cũng thương em, cho nên cố gắng buôn bán. Khi mà mình phát triển được cái kinh tế của mình thì có lẽ mọi người nhìn mình với những cái cặp mắt khác. Thì khi đó em đầy đủ rồi, em có tất cả rồi, em mua được một căn nhà rồi, thì em mới lo cho mẹ. Lúc đó là mẹ em á, là sống có một cái cuộc sống như vậy nè. Cái gì của mẹ em là của mẹ em, cái gì của em là của em. Mẹ em không bao giờ ngửa tay xin tiền em và cũng chẳng bao giờ làm phiền bất cứ cái gì cuộc sống của hai vợ chồng em hết. Điều này làm em rất là quý và thương mẹ em. Thì chỉ những năm đầu tiên sau khi em kết hôn thì em đã phát triển được cái cuộc sống của mình. Và mẹ thì cũng rất muốn em có em bé, nhưng mà vì công việc nó đang phát triển tốt quá cho nên em nói thôi gác lại, và chồng em cũng thật sự chưa muốn. Thì đó, cứ như vậy nó cứ phát triển. Tự nhiên em và anh ấy đến với nhau là nó phát triển liên tục. Và tụi em có mua được nhà, mua được đất và đi xe xịn nữa chứ. Hồi đó mua xe SH cho chồng em cả trăm mấy chục triệu, mà nói mua là xách tiền đi mua cái một. Vậy đó, thì coi như là rất là vui vẻ ở cái phút ban đầu. Khi đó em mới nói với mẹ, thôi thì mẹ để cái nhà của mẹ cho thuê đi, mẹ qua mở với tụi con. Rồi thì mẹ có thể có tiền thuê nhà và qua ở tụi con, thì mỗi tháng tụi con phụ thêm cho mẹ cái tiền tiêu xài, cho nên giờ mẹ đừng có lo gì hết. Thì trong trên con người của mẹ em, chỉ có cái đồ lót là em không mua cho mẹ thôi, vì mẹ không muốn là em đụng chạm tới chuyện đó. Tự mẹ thích cái gì mẹ mua. Còn tất cả mọi thứ, từ chân răng kẻ tóc cho tới cái móng chân, là đều em sắm sửa cho mẹ em hết. Vàng vòng mẹ em đeo không hết. Và sau này em biết đến cái hộp xoàn nó kim cương đó, là em mua tặng cho mẹ em luôn. Một đôi bông tai 50 triệu, 60 triệu là bình thường. Cho nên là em bù đắp lại hết tất cả mọi thứ cho mẹ em luôn. Thì khi mẹ về sống với em, hai vợ chồng em rất vui vì mẹ giúp đỡ hết tất cả. Rồi đến một ngày, tự nhiên em thấy mẹ em và chồng em có một cái biểu hiện rất lạ. Rất lạ ở đây là họ không phải là con rể với mẹ vợ nữa, mà họ có một cái cảm giác rất là thân nhau. Em vui chứ không phải em nghi ngờ. Lúc đó em chưa biết cái chuyện gì mà em nghi ngờ đâu. Em cũng không hoàn toàn nghĩ là mẹ em là như vậy và chồng em như vậy đâu. Thì có khi mà thân mật như vậy thì em mừng là vì mẹ thương con rể như con ruột, và em mừng là chồng em thương mẹ em như mẹ ruột của anh ấy. Em không biết cái chuyện đó xảy ra. Có một ngày mẹ nói với em là ô, cái thằng chồng mày sao nó bê đê quá, giờ mẹ về ở chung tụi bay rồi nè, tụi bay đẻ đi, để cho mẹ nuôi em bé rồi hai đứa tiếp tục làm. Thì khi em đi coi bói, em và chồng em đi coi bói, thì người ta nói là
Nếu hai vợ chồng đang phát triển về kinh tế rất tốt như vậy thì cứ dành thời gian mà lo kinh tế trước. Còn bây giờ nếu sanh một đứa em bé ra ở cái năm này hoặc năm sau thì nó sẽ cản tài. Coi như là sanh ra là hai vợ chồng không thể kiếm được tiền nữa. Tại vì đứa bé này nó sẽ cản tài vì nó không có hợp tuổi hai vợ chồng. Thì khi nghe như vậy tại kinh doanh mà cho nên rất là tin về thầy bói. Nên về nói với mẹ vậy thôi, kê không có đẻ. Thì mẹ em buộc miệng nói một câu, nếu mày không đẻ thì tao đẻ nha. Thì em mới cười giỡn là biết mẹ đâu có bạn trai đâu đẻ. Mẹ nói những cái câu mà thấy nó vô lý lắm, mà khi sau khi xảy ra cái việc đó mình ngẫm nghĩ lại thì có những cái câu đó mẹ giỡn nhưng mà nó đã xảy ra và nó thật. Vì mẹ nói chồng mình giống BD quá. Rồi bây giờ mày không đẻ tao đẻ nha. Đó. Thì lúc đó mẹ em chỉ có 40, 42 tuổi à, mẹ em còn trẻ lắm. Thì tới bây giờ là mẹ 46 tuổi nè. Thì tới 40, 42 tuổi là vẫn còn đẻ được mà. Đó. Thì khi cái một ngày á, thì em lu bu em buôn bán và chồng em cũng lu bu công việc và mẹ em cũng giúp đỡ vậy đó. Thì lúc đó có cái tiệc gì đó thì cả nhà mới rủ nhau đi ăn tiệc của một cái chị bạn của mẹ mà em ấy gọi bằng chị vì bạn của mẹ nhưng mà còn trẻ lắm. Thì đến ăn tiệc, cái chị đó chị cũng có chồng là người Mỹ. Thì cái anh người Mỹ đó về Việt Nam chơi thì chị mới tổ chức một cái bữa tiệc là rủ nhà mình qua đó chơi. Thì cả ba mẹ con đều đùm túm đi qua anh đó chơi bời nhảy nhót rất là vui. Thì lúc đó mẹ em mới nói là thôi mẹ có công việc rồi, mẹ mệt rồi, mẹ khó chịu rồi, với lại mẹ cũng không có ở lâu được, thôi chở mẹ về trước đi. Thì em đang chơi, đang hăng say và đang sung sức mà, cho nên em mới nói thôi chồng chở mẹ về trước đi rồi chồng quay lại. Thì chồng em cũng ok, chở mẹ về trước. Thì cái đêm đó họ đã xảy ra cái chuyện gì thì em không biết. Cái đêm đó đã biết là xảy ra chuyện gì nhưng em không thể đoán được là nó xảy ra rồi. Thì mãi chờ lâu mà không thấy chồng em tới đó. Thì tới 1-2 giờ sáng gì đó, em nhớ là khuya lắm rồi, thì nói là thôi đi về. Thì chính cái người bạn trong cái tiệc mà em không biết cái chị đó là ai, nhưng mà chỉ xung phong chở em về vì chỉ tiện đường, thì ok quá giang đi về. Khi về nhà em mở cửa vô thì em thấy nó bình thường. Mẹ em nằm ngủ trong phòng mẹ em, còn chồng em ngủ trong phòng của chồng em. Coi như em cũng có la chồng em là sao không đi đón em. Thì anh nói anh xỉn quá, anh say quá, anh đi không được. Nhưng mà em thấy cái biểu hiện rất là kỳ cục là thường thì chồng em mặc quần lót. Thường chồng em có mặc quần lót. Nhưng mà tối ngủ với vợ á thì ổng cũng mặc, hoặc là hai vợ chồng hành xử với nhau thì có khi không có mặc cái gì. Thì cái chuyện sinh hoạt của vợ chồng thì em mới nói rõ. Nhưng mà cái hôm đó thì tự nhiên thấy chồng mặc cái quần đùi không à, không có mặc cái quần xịp bên trong, mà của chồng em vẫn còn đang giống như là mới hình sự xong hay là đang hình sự gì, nó vẫn còn chưa có kịp nằm xuống, của ổng nó vẫn còn ngẩng lên chưa kịp nằm xuống. Thì em thấy bình thường thôi, và em nói ồ chắc ổng xỉn à, cái người xỉn xỉn thì nó hay kiểu như hay sung sản vậy đó, thì nghĩ đơn thuần vậy thôi, nhưng không biết, không để ý và không nghĩ tới, không bao giờ em nghĩ tới một cái điều xấu gì hết. Rồi nó cứ dần dà theo cái thời gian như vậy, thì sáng vậy vẫn đi làm, cuối tuần trách nhau vẫn đi chơi bình thường như vậy đó. Thì đến một ngày em mới thật sự thấy nó lạ lạ giữa mẹ em và chồng em. Bây giờ em mới thấy họ thân thiết nhau hơn. Tức là mẹ em đi đâu cũng muốn chồng em chở. Rồi thì chồng em làm cái công việc gì cũng kêu mẹ em giúp đỡ. Rồi hai người có thể tự động đi mua sắm với nhau luôn. Thì như em nói là mẹ ơi mẹ cần cái gì mẹ cứ nói con sẽ chở mẹ đi mua. Còn ảnh có biết gì đâu mà mẹ kêu ảnh chở đi mua. Thì mẹ em nói là thì nó chở đi thôi chứ còn không tao đi một mình được mà. Còn ba cái chuyện mua sắm là chuyện của tao, cũng mua gì tao mua. Mà mẹ em nhí nha nhí nhảnh xì tin lắm. Nhưng mà có nhiều lần em muốn nói là mẹ ơi mẹ muốn lấy chồng nước ngoài không? À, mẹ muốn có bạn trai không? Rồi con kiếm cho, con làm mai cho mẹ. Thì lúc nào mẹ cũng dứt khoát không. Nhưng mà mẹ em với chồng em lại có cái tình ý với nhau. Thì lần thứ hai em mới phát hiện tại trận như thế này. Vào một buổi trưa, tiệm bán rất là đông. Tiệm em bán trà sữa cho học sinh, buổi trưa học sinh ra nghỉ trưa. Tiệm bán rất là đông và có hai người phụ và một người rửa ly ở phía bên trong. Và hai người phụ, có như hai người phụ là có con bé này nó cũng trạc tuổi hay mấy. Và nó chạy ra chạy vô nó phụ để bưng bê bán cho học sinh rất là đông. Còn một người lớn thì rửa ly ở bên trong.
Rồi thì tự nhiên em thấy sao mẹ em không ra phụ mà chồng em lúc này em không có để ý tới hai người đó, mà chỉ có buôn bán là bận rộn quá vì học sinh nó ra ở cái giờ buổi trưa là mình phải tập trung để mình bán cho nhanh đó, không để ý gì hết. Thì cái bà mà ở rửa ly ở sau á, cái bà mới nói là ê bé này nó tên Thi, Thi chạy vô kêu chồng mày ra dắt cái xe này vô chứ cái xe này nặng quá cô không có dắt được, vì dắt cái xe SH nó bự lắm và nó nằm nó cản ngay cái đường đi mà em ấy kể là tả là cái quầy nước của em với lại cái xe nó nằm như vậy, thì cái chỗ ở ở mà rửa chén rửa ly á thì không có phải ngồi bệt ở dưới để rửa ly mà là nó có một cái quầy đứng để rửa, thì rửa xong úp lên thì từ cái úp lên xong truyền ra đây thì em ấy đứng bán đây luôn. Thì cái cô đó mới nói là Thi mày kêu chồng mày xuống dắt cái xe này qua để cho cô bê ra cho nó lẹ. Thì con bé này nó mới nói rằng là thôi để con dắt cho không sao đâu, thì nó cố tình nó dắt hoài không được thì mấy đứa học sinh cũng phụ nó để dắt ra. Thì vừa nhích nhích ra một cái thì trong trong lòng nó lại nghĩ đến một cái vấn đề, nó nói một thoáng trong một giây thôi là em muốn á, là một là em mấy đứa học sinh nó phụ em là đẩy ra luôn, hai là em chạy lên kêu chồng em liền, tại vì đứng đây kêu ới ới nó không nghe, ở dưới rất là đông và mở nhạc rất là to, cho nên là em thoáng một cái cho em một trong lòng mình nghĩ nhiều chuyện lắm, một là em đang đứng bán, hai là em nhờ cổ chạy lên kêu chồng em giùm, hai là em nhờ ai đó chạy kêu giùm, nhưng mà không, tự nhiên cái linh tính nó như thế nào đó em chạy lên, em chạy lên thì em vòng qua cái cửa bầu buồn của em thì không có, thì em tính chạy xuống nhưng mà kịp một cái là em cũng cái ý định trong lòng của em á là cũng muốn kêu mẹ xuống để phụ em với, vì em không đẩy được cái xe đó và khách đang rất là đông và mẹ em thì cũng rất là giỏi chăm chế, mẹ em rất là lanh về chuyện buôn bán, thì em chỉ suy nghĩ vậy thôi là mình kịp ghé qua mình kêu mẹ. Thì không ngờ tự nhiên mình vừa muốn đẩy cái cửa thì em ấy muốn đẩy cái cửa thì ở bên trong nghe hứ hứ hừ hừ gì bên trong á, xong cái em kêu mẹ 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 xuống phụ con với, giờ mẹ mẹ đang coi phim hả, mẹ xuống phụ con với, tưởng đâu mẹ em ấy đang coi phim và kêu mẹ xuống phụ con với. Thì vừa nói xong thì cái chân của em ấy là chạy xuống cầu thang, là coi như là trong cái giây phút đó lật đật á, là nghe mấy tả mà trời tả trong nước mắt đó quý vị, mà Haley kể lại mà Haley còn bị sốt sắng như vậy đó. Thì kiểu như là vừa gõ cửa nói mẹ xong là cái chân này vội vàng bước xuống cầu thang liền. Nhưng nghe hự hự mà không nghe mẹ trả lời mà tưởng mẹ coi phim, thì mình gõ cửa to mà, tại vì biết là dưới mở nhạc. Thì mẹ không mở cửa, thì em bước xuống hai bậc cầu thang rồi, cái em ấy chỉ kịp quay ngược lên lại và tông cửa đi vô. Tại lúc đó lâu vu lật đật và kêu, thì đã qua bên phòng mình không thấy chồng mình rồi thì cứ lật đật kêu, chứ không nghĩ là mình sẽ chứng kiến cái cảnh như vậy, mình thấy như vậy. Thì khi mở cửa ra thì trời ơi, mẹ em đang ngồi ở trên người chồng của em, không mảnh vải che thân, họ đang làm tình với nhau ngay cái giữa trưa ở trong nhà của mình. Trời ơi, tự nhiên tới đây là em ấy khóc òa lên quý vị ơi, làm cho mình Haley toát hết mồ hôi luôn, Haley cũng sợ. Và em ấy chứng kiến một cái cảnh như vậy, rồi em không có biết làm gì, em chỉ kêu kịp kêu mẹ lên một cái là em ấy xỉu ngang luôn. Thì em ấy xỉu ngang nhưng mà em nói là hình như em bị bất tỉnh đâu đó khoảng 1-2 phút á, là em tự ngồi dậy và em đóng sầm cái cửa lại và em ngồi bệt dây cầu thang luôn. Thứ nhất là em đang chứng kiến cái cảnh mà mình chưa bao giờ nghĩ tới. Cái thứ hai, em rất sợ là ở dưới mà nghe cái tiếng động hay em la cái gì là cái bà rửa ly bà sẽ chạy lên. Tại vì em biết là hai cái đứa kia nó phụ em là nó đang làm ở vòng ngoài, nhạc rất to và rất ồn ào thì nó chắc chắn sẽ không nghe. Nhưng cái bà rửa ly ngay cái cầu thang chắc chắn là bà sẽ nghe nha. Thì em không dám, em đóng cửa cái rầm và em kịp tỉnh dậy một cái là em ngồi em cắn. Em nói là cái cùi tay của em nè, em bỏ vô miệng em cắn mà rướm máu luôn chị, rướm máu luôn mà em khóc, em cắn mà em khóc, em không tưởng được. Nhưng mà em rất sợ là cái bà đó nghe, và em giữ thể diện cho mình, cho mẹ và cho chồng mình. Thì khoảng chừng 4 phút sau, 5 phút sau thì họ mới xong xuôi và mở cửa. Thì thấy em như vậy, em mới tả là em cắn cái tay em như vậy, em ngồi một cục như vậy đó, nó cứng ngắc à, không ai gì hết. Thế chồng em vội vã bế em mà
mà coi như là chân cái đầu gối đang gặp như vậy và tay như vậy cắn cắn nó chảy máu như vậy, nó rướm ra luôn á. Thì chồng em bế 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 ôm chồng em là nguyên một cái cục ngồi chồng hổm vậy đó, thì bế vô phòng em rồi mẹ em vội vàng chạy qua rồi cạo gió cho em. Rồi cái lúc này thì cái bà rửa ly bả mới nghe la toán loạn ở chỗ, thì bả mới chạy lên, thì bả mới nói là mẹ em á là nên giật tóc mai của em với lại đổ dầu vô lỗ mũi và đổ dầu vô miệng em để cho em tỉnh. Em tỉnh nhưng mà vì bị cú sốc cho nên nó bị cứng đơ cái người. Thì mẹ em cũng làm theo bà đó, và bà đó bỗng cởi áo em ra rồi bà cạo gió này kia, thì từ từ em tỉnh lại. Khi em tỉnh lại, cái người mà em nhìn để em trao một cái sự thân thương và tin tưởng nhất là cái bà rửa ly. Chứ còn khi em mở mắt ra, trong cặp mắt của em không thể nhìn được hai con người đó, mà em chỉ nhìn và tin tưởng mỗi cái bà rửa ly mà thôi. Thì bao nhiêu cái cảm xúc dâng trào, em chỉ ôm cái bà rửa ly em khóc, cái em không có đả động gì tới hai người đó. Thì rồi mẹ em ôm em khóc và xin lỗi, là mẹ em kêu là thôi dì đi xuống dưới đi để nay con ấy cho. Thì bả đâu có biết chuyện gì, em thì em ôm em níu lấy bả em không cho bả đi, mà mẹ em thì cố gỡ cái tay em ra, thì tự mình nghẹn luôn á, gỡ cái tay em ra để cho bà rửa ly bả đi xuống. Còn mẹ em thì ôm lại em, thì em cứ níu em ôm cái bà rửa ly hoài. Thì bả mới dỗ em, bả nói thôi thôi để dì đi xuống, để mẹ con lo cho con đi, chồng con lo cho con đi. Thì bà rửa ly không biết chuyện gì đâu. Thì đến khi mà hai người ở trong đó thì nói rằng là em thấy cái gì, thì em nói em thấy hết, tại sao phải đối xử như vậy đó. Thì chồng em mới ngồi kiểu như là giống như cái dạng như quỳ, ngồi sổng sổng quỳ xuống vậy đó. Còn mẹ em thì cũng xin lỗi và khóc em, thì khóc với em. Thì em mới hỏi tại sao mà hai người lại làm cái chuyện như vậy, trong khi đó con là con ruột của mẹ và đây là chồng của con, anh là chồng của em và đây là mẹ của em, tại sao làm như vậy? Thì chồng mới nói rằng là thực sự là chồng em không kềm chế được cái cảm xúc vì mẹ bị thiếu thốn tình cảm vậy đó, và em thì lo bận việc làm rồi không để cho chồng em được thỏa mãn trong cái việc mà ảnh mong muốn. Còn mẹ thì cũng trống vắng lâu năm và kêu mẹ có bạn trai có chồng thì mẹ không chịu, mà bây giờ là mẹ lại lấy chồng của con. Thì coi như là nó đang luẩn quẩn và nó xích mích nhiều cái chuyện như vậy, cho nên là em ấy cái ngày hôm đó là coi như là không làm gì hết. Và mẹ em thì coi như sửa soạn đóng cái vai là bình thường, là đi xuống buôn bán phụ em. Còn em thì nằm ở trên đây coi như bất động, chồng em nói gì nói em cũng chẳng nghe, coi như là giống như mình đang bị ở trên mây hay là bị đầy xuống 9 tầng địa ngục ở dưới vậy. Coi như em không có ý thức được cái gì và lúc đó mình cũng không thể nói thêm được một cái điều gì hết. Thế là cứ nằm trong đó cho hết cả đêm, tới sáng hôm sau em cũng chưa tỉnh và không thể ăn uống được gì. Và cuối cùng em mới cứ hỏi hoài là em làm có lỗi gì với mẹ, em có lỗi gì với anh mà đối xử vậy. Em cố gắng em làm tất cả mọi thứ là để cho mong muốn là cả gia đình bên chồng mình biết rằng là mình có năng lực để kiếm tiền, không phải là mình là những người không có học thức, không có học là mình sẽ thua thiệt, mình sẽ không này kia đâu. Em vươn lên hết tất cả mọi thứ và hy sinh luôn cái vấn đề là không sanh con để dành thời gian làm kiếm tiền. Và đối với mẹ thì em lại chăm sóc mẹ từ chân răng kẻ tóc, em không để cho mẹ thiếu thốn bất cứ gì, mà bây giờ cả hai người đều đối xử tệ bạc với em như vậy đó. Thì coi như tất cả em ngồi than thở em kể lể, thì cái việc đó nó cũng đã xong rồi. Mẹ thì xin lỗi và chồng cũng xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm nữa. Nhưng mà em thì không thể nào ấy được, trong mấy năm nay chưa bao giờ em nguôi ngoai. Và có rất là nhiều lần em muốn chia tay. Em nói rằng là với cái số tiền em làm ra và tài sản em có hiện tại, em có thể đi ra nước ngoài, em có thể sống ở bất cứ nơi nào em sống. Và nếu như em muốn đi Tây, đi châu Âu, châu Mỹ, Úc gì đó thì em sẵn sàng để kết hôn với bất cứ ai. Vì nếu như họ muốn kết hôn trả tiền em đều làm được vì em có tiền. Thì em thật sự có suy nghĩ đó để em chạy trốn đi khỏi cái nỗi đau mà em đã chứng kiến. Và em muốn trốn chạy đi khỏi cái ánh mắt của mẹ và con người của mẹ. Em thương mẹ, em biết ơn mẹ vì tạo em ra và nuôi em, chăm sóc, hy sinh để lo cho em. Nhưng em không thể chấp nhận và tha thứ
cho mẹ khi làm tổn thương đến con, là làm một người con có hiếu với mẹ nhưng mẹ lại vô tình vì cái dục vọng mẹ không kềm chế được mà mẹ lại đánh mất đi cái tình cảm giữa mẹ con, thì có rất nhiều lần em bế tắc trong cuộc sống. Và cái chuyện này em cũng không thể nào kể cho bất cứ ai nghe. Và những người trong nhà em chắc chắn là sau này đó, chừng tuần 2 tuần sau là cái dì rửa ly đó thì chị mới biết chuyện. Nhưng mà dì lớn tuổi cho nên dì kín đáo. Còn hai người dưới kia mà cỡ tuổi em làm việc với em thì không biết. Rồi ba, rồi mẹ em với lại chồng của em thì sinh hoạt cũng bình thường, không có chuyện gì. Mà hai người đó thì coi như là sau cái lần đó thì họ cảm thấy họ mắc cỡ. Thì đó, em nói mấy năm nay em có suy nghĩ như vậy đó. Có đôi khi em buông bỏ tất cả, nhưng mà bây giờ nghĩ đi phải nghĩ lại rằng là liệu em làm như vậy chồng em có thể bỏ được không? Có người chồng này, nếu em muốn em sẽ sẵn sàng có người chồng khác. Nhưng đối với mẹ, nếu như mà em làm như vậy thì không khác nào em trừng phạt mẹ, rồi em đi thiệt, rồi mẹ em liệu có sống nổi không, hoặc là mẹ em làm một cái điều gì dại dột đó thì em lại mất đi một người mẹ. Cho nên mấy năm nay em cứ suy nghĩ và buồn rất nhiều. Và em ấy có gửi hình cho Haley xem thì em ấy rất đẹp quý vị ạ. À, nhìn rất sang trọng, rất đẹp, rất là fashion. Coi như là một người con gái, một người phụ nữ, nó biết á, biết chăm sóc bản thân mình. Em biết kiếm tiền, em giỏi, em thông minh, em biết làm gì cho bản thân mình. Nhưng mà tại sao số phận của em lại trớ trêu như vậy? Thì khi em tâm sự, em kể ra thì Haley thương và tội nghiệp quá. À, em khóc rất nhiều. Em tới những cái đoạn cao trào thì em khóc nức nở luôn quý vị. Haley trấn an và trò chuyện với em cả buổi trời, chứ không phải đâu, 4-5 tiếng đồng hồ để có thể nghe và nghe hết những cái cảm xúc. Em chia sẻ hết cái cảm xúc của mình. Thì sau đó Haley cũng có khuyên em rất nhiều. Và bây giờ phải làm sao đây? Có đôi khi mình phải nghĩ thoáng một cái điều như thế này, đó là lầm lỡ và lầm lỗi đi. À, đàn ông có đôi khi họ ra ngoài họ chơi bời hết người này người kia, hoặc là mẹ em có đôi khi là độc thân và cái tuổi còn trẻ nữa, cho nên là nhiều khi không kềm lòng lại được. Nhưng mà họ làm như vậy là không đúng, họ làm quá sai. Nhưng mà vì khuyên em cho nên Haley mới gửi những cái lời chia sẻ để em có thể giãn cái suy nghĩ của mình ra, rằng là trong con người ta ở một cuộc đời không ai có thể hoàn hảo hết, lúc nào nó cũng phải có gập ghềnh. Và cái gập ghềnh trong cuộc đời của mẹ em là bị dính như vậy, cái gập ghềnh trong cuộc sống gia đình của em lại bị như vậy. Thì thôi bây giờ mình cứ coi như là giãn ra tí xíu để mình calm down lại, mình nguôi ngoai. Haley chỉ có khuyên em được như vậy, tạo cho em những cái điều mà tiêu cực để em có một cái sự thông minh, suy nghĩ một cái thông thoáng hơn. Chứ Haley không dám nói về những cái điều tiêu cực, mặc dù biết rõ ràng là mẹ rất sai và chồng cũng đang rất sai, không thể nào tha thứ được. Nếu như mình không thể nào tha thứ được, bỏ ngay. Nhưng mà rồi, nếu như em làm được, em đã làm ngay cái thời điểm đó để không có phải dây dẳng và đeo đẳng cho tới 4-5 năm nay. Đó, thì quý vị ơi, khi quý vị nghe được cái video này, hãy gửi cho em ấy những cái điều gì đó để em ấy đọc. Và khi đó Haley có hỏi rằng là em có muốn chị hỏi về khán giả không? Đôi khi khán giả họ rất là thông minh, họ nghe được cái câu chuyện này, họ đưa cho mình những cái điều rất là tốt để cho mình có thể suy nghĩ, mình có thể lựa chọn. Thì em ấy dạ, đó là cái điều mà em ấy muốn chia sẻ lên đây, để mong muốn được nhận lại những cái điều mà quý vị chia sẻ, an ủi, góp ý. Bất cứ cái ý kiến nào từ quý vị, em ấy sẽ đọc và em ấy sẽ tiếp thu cho bản thân mình. Haley cảm ơn em rất nhiều đã tin tưởng và kể ra cho Haley nghe về cái câu chuyện đau về cuộc đời của mình với chồng và với mẹ không đơn giản. Đến tận hôm nay em ấy mới có dịp kể ra, thì Haley mong muốn rằng sau khi trò chuyện, sau khi video này được chia sẻ lên, thì em hãy nguôi ngoai bớt một chút xíu, giữ gìn sức khỏe. Dù sao đi nữa mình vẫn còn mình, và may mắn em vẫn còn đồng hành với mẹ và em cũng đang còn đồng hành với chồng em. Thì Haley mong muốn em là bỏ được thì bỏ, đừng suy nghĩ. Có bất cứ chuyện gì xảy ra, người thiệt thòi nhất vẫn là mình.
tự nhiên Haley nhẹn không nói được luôn quý vị. Cảm ơn em rất nhiều và cảm ơn quý vị.